đêm đêm mình đi mạng mình thằng thở hơi hả, mình đêm đêm 2-3 giờ đêm người ta ngủ mình thức để live stream. Em nhớ Long mà. Đừng ai nói gì hết. Gen ra bài đẹp hay nhở. Cái thứ nhất vừa hay là cái thứ hai là ăn mặc nó lại đi mạ mày nói về nói là thời trang của Binz nó là đỉnh cao luôn, nó là chấm hết cho những cuộc tình luôn. Nhìn nó mặc đồ đấy mới gọi là những cái mạ mà để anh xem để mà học tập, anh em mình xem để mà học tập. Đồ mặc như thế thì đỡ hộ gái. Hộ gái. Đỡ đi thím thích, đỡ hộ gái. Lai Jordan nhìn đi đẹp không? Nó là củ nghệ. Ủa công ty nó lạnh đấy. À thì nó nóng đấy. Bật nhỏ thôi. Qua rồi thì cũng bật cũng ngủ đâu. Ôi kể ra trong cái nhóm này nhiều con vợ không ngủ nhờ. Sơn Tùng anh chưa xem, anh chỉ xem qua thôi. Sơn Tùng anh xem qua thôi. Tại vì ồn quá anh không nghe được rõ tiếng. Chuẩn luôn, pin pin chưa làm người ta thất vọng luôn, nó chấm hết luôn, tố chất luôn ý. Thế Sơn Tùng ăn mặc thế nào anh? Ôi em ơi, Sơn Tùng ăn mặc thì cũng là vãi cần lồn luôn ý. Chứ đừng nói là gì đóng cả cành nhau vì đỡ hộ gái. Hộ gái ai rút đi sạc rồi anh biết đâu được. À con vợ đòn mang trong nhà nào. Em ơi, bật 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 xuống nhỏ nhất đi. Bật xuống nhỏ nhỏ nhất đi. Bật xuống nhỏ nhất đi, nó phải phải uống muỗi nhiều lắm. Làm phát là dễ ngủ. Con vợ là mua tăng cân giảm cân cả chị mụn thì inbox link cá nhân mình nhá. Ui anh phải đi ngủ bây giờ, hôm qua anh đã thức thông rồi. Theo anh thì quần nào Sơn Tùng hay Bin đẹp hơn? Theo anh thì cả hai thì đều đẹp em ạ. Nhưng mà Binz thì lại có những cái chiếc dây chuyền nó xịn. Toàn kim cương, lạm kim cương, mặn lắm. Anh muốn có một dây chuyền lắm nhưng mà. Đây. Đây. Anh lấy à? Anh lấy tìm được. Tìm được em lấy. Hello gì mày ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Không, anh sạc của em không? Anh Long. Anh Long có dự án làm MV không? Vãi lộn. Mẹ mà làm MV cho ai xem em? Nó ngừ. Ngáo ngơ mà làm MV. Tố chất không có tên tuổi không đi làm MV lú. Chị mua 470 em mà. Em mẹ. Chị mua 470 em mẹ. Đừng nói gì hết. Đừng nói thêm lời gì cả. Này em bảo này. Chơi nữa đi, chơi nhiều vào. Sợ nhờ con vợ nằm phát lịm luôn. Nằm phát lịm luôn. Ngủ dễ nhờ.
Anh uống thuốc dạ dày em ạ. Dạ dày, uống thuốc dạ dày bà ơi. Lại các bà giờ này uống gì? Ôi, anh chào Thảo Thỏ nhá. Idol Thảo Thỏ thì mọi người à. Idol TikTok ấy. Đỉnh nhất, đỉnh nhất TikTok luôn. Phá giá tất cả thành phần từ TikTok luôn. Mấy thằng biến hình các thứ không rủi. Anh cho đùa mày à cán bộ. Điên là đồ đạc gì vớ vẩn. Thuốc dạ dày khóc mẹ ơi. Cắt xong duyên âm chưa anh? Đây anh chả rõ đâu. Anh solo rap với BZ đi. Đi mẹ bảo anh làm thơ thì mai anh còn làm được. Em hãy tưởng anh đang uống collagen cho đẹp da. Mình xăm rồi, kín người nhà rồi, mình uống thì cũng thế. Được không? Ơ, ở đây đéo con vợ là mua mụn với cả tăng cân giảm cân nhỉ? Tiền cứ để đi bay lắc, đi chơi, phí tiền. Phải làm đẹp cho mình nhỉ? Lông mày anh hơi bền. Uầy, hot TikTok comment. Chờ đợi một lần xa. Shop nhà anh toàn mấy mẫu thể thao thế. Ơ thì anh mặc cái gì thì anh phải cover lại anh bán đi. Anh không mặc cái đồ ấy lại đi. Anh bảo anh bán mấy cái áo kia thì nó không quen. Cho đùa của mày hả Nga Đen này. Hay quá nhờ. Bố cái thằng Linh Cóc này. Anh ơi em hỏi thật nhé, không đùa, mong anh trả lời. Em muốn xin làm shop quần áo với anh nhưng sợ không hợp tuổi anh ạ. À. Anh đủ nhân lực của em ạ. À. Anh có 4 bạn rồi. Và anh không cần thêm một ai cả. Chẳng cần một ai nữa. Bố vợ không ngủ cứ thích bị bậm. Ngủ đêm mê. Anh không ngủ được thì anh mới live stream à. Đi mẹ mày thức một đêm mà râu ria mọc già thế không nhỉ? À, Facebook cái bếp của anh ấy bây giờ nó đang bị trục trặc. Nó đang hình như là dính vi phạm bản quyền bán quần áo sao ấy. Thế thành ra là bây giờ thì mẹ em post ảnh mọi người không nhìn thấy. Buồn ngủ nhưng đéo ngủ được em ạ. Nhiều không nhiều sao ở đây nhiều bạn thức muộn thế nhỉ? Mấy bạn con gái kìa thức muộn đấy. Vỉa. Kiểu gì ở đây cũng có con vợ đang vỉa. Ngủ đi. Một lời thôi. Một lời thôi. Hỏi em cái đấy là bao nhiêu? Anh Long chúc em ngủ ngon được không? Anh
đéo chúc. Thôi ngủ đi Trung Quỳnh ơi. Tên của em đéo biết em là trai gái. Trung là con Quỳnh. Đấy hiểu trai gái luôn. Ở đây có con vợ rồi đang là con vợ nào đang bầu bầu không? Con vợ nào đang làm tí đá không? Thật ra ông vẫn ngồi đá như thế thì mình vẫn ngủ được, tại vì tiếng đấy dễ ngủ lắm. Điên là nói thế dễ ngủ. Điên là nó ngủ lên sợ mẹ. Đừng ngủ nhé, nói nhẹ nhàng thôi. Đi mẹ hai bà trong kia cứ tưởng cái gì. Đéo hiểu. Bà Nhung lại nhắn tin ra cho bà Dung. Ê, mọi người đang làm gì vậy? Bà lại đo nặng luôn ấy. Bà này đéo phải là ngã cây đâu, ngã từ từ trên tầng nhà xuống ấy, đéo phải ngã cây đâu. Anh em mình mặc cái và dọa. Em tỉnh làm cái clip. Ê, bà Thúy và Thúy Thúy bà Nhung ngủ rồi. Nhung ngủ rồi à? Ê, xong dựng bà Nhung dậy. Cái khoảng đường thật bà gái luôn. Dựng bà Nhung dậy. Ờ, làm không? Làm không? Làm đi. Ô mọi người đừng nói gì nhá, ra làm clip cho đây. Bye bye mọi người. Ngủ ngon nhá. Đừng tắt kệ nó. Nhỡ mày không thành công thì anh. Thôi tôi đi ngủ luôn, 2 rưỡi rồi livestream nói chuyện đéo ai. Thế thì thôi lại con bạn bố đi ngủ một cái. Độc thoại. Bye bye nhá, đi ngủ đi.